Xin chào, tôi biết chúng ta đã khởi động một ngày bằng khá nhiều tai nạn. Ý là buổi sáng phép thuật. Sau khi khảo sát về việc thay đổi phép thuật gần đây ở vịnh Mare Tham và những lộn xộn làm gián đoạn cuộc sống thường ngày, tôi đã quyết định đó chính là không dùng phép thuật thổ mã nữa. Dù là việc gì, cho tới khi tôi thu thập đủ dữ liệu từ các pony để tạo ra bản quy định và hướng dẫn. Tôi đảm bảo tất cả đều vì sự an toàn của mọi người. Chúng ta không hề biết gì về khả năng của phép thuật thổ mã. Cho tới khi tôi tạo ra được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, đúng đắn, đồng điệu, độc đáo về khả năng của nó, thì phép thuật đều bị giới hạn. Xin kết thúc. Mình nghĩ là cậu nói cậu không làm gì quá đáng chứ. Không, mình nói mình sẽ nghĩ về nó. Và suy nghĩ đã nói với mình rằng nó tồi tệ. Và chỉ có tồi tệ hơn nếu như mình không làm gì hết. Nhưng phép thuật thổ mã rất là quyền năng. Đúng vậy đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phạm thêm sai lầm? Nhiệm vụ của mình là đảm bảo tất cả pony an toàn. Thổ mã cần được thực hành giống như ở Thiên Mã và Kỳ Lân vậy đó. Quen với nỗi đau rồi họ sẽ làm được. Mình đoán là pony các em đang treo mình trước tòa thị chính đúng không? Chỉ là một lời nhắc nhở về luật mới thôi. Sunny nó có lý mà hít. Còn quá sớm để biết phép thuật thổ mã là thứ gì để mà lo lắng. Nghe nè, mình là một phần của việc phép thuật thổ mã tồn tại ở đây đó. Nếu như mình trở thành lý do khi các thổ mã bị thương thì sao? Là cảnh sát trưởng, mình không cho phép chuyện đó xảy ra.